Xin chào tất cả các em. Trong thời gian vừa qua, tuyển sinh 247.com đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh trong cả nước. Câu hỏi chị nhận được nhiều nhất mỗi ngày đó là làm thế nào để có thể học trên tuyển sinh 247.com? Và trong clip ngày hôm nay, chị sẽ hướng dẫn các em trả lời cho câu hỏi đó. Rất đơn giản, để có thể học trên tuyển sinh 247.com, các em chỉ cần làm theo 4 bước như sau. Bước 1, đăng ký thành viên. Bước thứ 2, tìm hiểu các môn học và khóa học. Bước thứ 3, nạp tiền vào tài khoản và cuối cùng đặt mua các khóa học. Ở bước thứ nhất, các em vui lòng truy cập vào trang chủ tuyển sinh 247.com. Sau đó, các em chọn mục đăng ký ở góc trên bên phải của màn hình và làm theo hướng dẫn điền các thông tin. Lưu ý, tên đăng nhập của các em phải từ 6 đến 24 ký tự, không sử dụng các ký tự đặc biệt và phải nhập chính xác mã xác nhận. Sau đó, các em chọn tôi đồng ý với những quy định của tuyển sinh 247.com và cuối cùng các em chọn đăng ký thành viên là hoàn tất quá trình này. Chuyển sang bước thứ 2, tìm hiểu về các môn học và các khóa học. Quay trở lại màn hình chính của tuyển sinh 247.com, các em sẽ thấy danh mục các môn học gồm có toán, lý, hóa, sinh, văn và tiếng Anh. Trong mỗi môn học này, khi kích chuột vào, các em sẽ thấy có hiện ra các nội dung như sau. Thứ nhất, đó là bài giảng của thầy cô. Thứ hai, đó là thi online theo chuyên đề và dạng. Thứ ba, là bài tập luyện thêm. Và cuối cùng là kho đề thi của các lớp từ lớp 9 đến lớp 12. Để tìm hiểu về các khóa học, các em vui lòng chọn mục bài giảng của thầy cô. Mỗi khóa học sẽ có khung chương trình và mức học phí rất rõ ràng để các em có thể lựa chọn. Bước thứ ba, đó là nạp tiền vào tài khoản. Có hai cách để các em có thể nạp tiền vào tài khoản của mình trên tuyển sinh 247.com. Cách thứ nhất, nạp tiền bằng thẻ cào. Cách thứ hai, chuyển tiền qua ngân hàng. Ở cách thứ nhất, các em hoàn toàn có thể sử dụng thẻ của các mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. Các em có thể nạp một hoặc nhiều thẻ, nhưng cần lưu ý tổng giá trị của các thẻ nạp phải lớn hơn hoặc bằng giá trị của khóa học. Để nạp thẻ cào, các em nhập chính xác mã thẻ cào, series của thẻ cào và mã xác nhận. Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ có thông báo về số tiền mà các em có trong tài khoản. Cách thứ hai, đó là chuyển tiền qua ngân hàng. Các em có thể chuyển tiền vào tài khoản của tuyển sinh 247.com từ bất cứ ngân hàng nào trong cả nước. Tuy nhiên, tuyển sinh 247 khuyến khích các em dùng cách thứ nhất để có thể nạp tiền nhanh nhất. Và cuối cùng, sau khi đã có tiền trong tài khoản, các em quay trở lại mục bài giảng của thầy cô, chọn khóa học mà các em quan tâm. Sau đó, các em chỉ cần kích chuột vào đặt mua là các em có thể học ngay cùng với tuyển sinh 247.com. 4 bước để có thể học trên tuyển sinh 247.com rất đơn giản phải không các em? Cuối cùng, xin chúc các em học thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những clip tiếp theo.